có thêm ốc quý vị ạ, ốc cà na. Cái này là gái được rồi đó. Cái con cứ yên tâm đi, làm gái không được thì làm con nuôi má là được rồi. Má chìm bí kíp lại cho các con. Quý vị thân mến, hiện tại chiều hôm nay Phú Tha đang có mặt tại đường cầu Trấn Hưng thuộc quận 8 quý vị ơi. Thì như quý vị cũng đã biết rồi, cô Móm thời gian vừa qua thì rất là nổi tiếng về cái ốc của mình, và đặc biệt là cô có cái nước mắm rất là ngon. Thì cô cũng được rất là nhiều người biết đến rồi quý vị. Trước đây Phú Tha có đến gặp cũng như là chia sẻ đến một lần, đến quý vị một lần rồi. Thì hôm nay Phú Tha đi ngang đây thì muốn ghé lại hỏi thăm cũng như chia sẻ lại thêm một lần nữa quý vị ơi. Quý vị đang nhìn thấy cái rũ ốc á, cái hơi khói bốc lên nhìn rất là hấp dẫn. Ở trên đó thì có rất là nhiều xà. Ơn chào cô. Chào con. Dạ. Mấy hôm nay con coi trên mạng á, thấy nghe nói cô đang ấn tuyền hả? Kén rề hả? Dạ. Có phải cô đang kén rể không? Nghĩa là chọn rể á. Cô chọn rể chứ đâu kén rể đâu. Dạ, cô đi kén rể cho con. À, không, cô chọn rể cho con của con. À, chọn rể, dạ đúng rồi, chọn. Con, cô chọn rể, chọn được. À, con cô chọn chồng. Dạ. Con nói qua để ấn cử coi thứ được làm rể cô không? Cô đang bán. Đây nè, nước ngọt chẳng kìa. Nước này nước chẳng chẳng cả đống cà uống vậy con. Dạ. Lúc xưa là cha mẹ đặt đâu là con ngồi đó, còn bây giờ là con đặt đâu là cha mẹ theo đó đúng không con? Ôi, sao mẹ hay quá. Dạ. Dạ, bố lên đây, bố lên đây. Rất hấp dẫn. Hai mấy ba giờ đợi như là tàu tăng nữa rồi. Mình ra lúc mấy giờ vậy con? Dạ, lúc mấy giờ con? Dạ. Ừ, dạ, mấy giờ con? 2 giờ. Cô làm với cô không nhớ mấy cháu thì nhớ mà. Dạ. Cô chỉ biết đi thôi. Làm mệt quá không nhớ luôn cô hả? Không nhớ con. Làm giờ nào đi gì đó, nhiều khi khách hàng để chờ ở con. Dạ. Cái này con biết gì không? Xà hả con? Không phải xà, bùa. À bùa. Ngày rắc biết bao nhiêu là bùa lên đây cơ hả? Cháu còn ốc bu với ốc cà na. Cháu hả? Ốc bu, cà na, anh còn thấy ngay bà tiên. Ốc nhìn bóng đào quá vậy. Đây là thầu nước mắm của cô này quý vị. Khi nào mà cô bán hết bịch thì cô bắt đầu mới lấy trong cái thẩu này. 60. 60. Thôi là 44. Nó đưa 400 này. Dạ 400 con. Con có 10 là bằng à? Con có 10 ngàn gì đó 50. Cà na 70. Dạ.
Rồi ông buông bà Tài Na. Tâm ba. Rất là đông quý vị, rất là đông khách đến mua. Dạ đang bán cô ơi, đang bán. Đây hiện tại thì có bạn đang quay rất là chuyên nghiệp nè. Mình học hỏi mai mốt mình quay. Có anh quay phim rất là đẹp trai luôn. Đông quá các vị ạ. Chú vắt nước. Cảm ơn chú. Chú mua nước sâm cho anh chị quay phim đó quý vị. Mình đứng đây là chính hình bên đây rồi. Mình phải đứng bên đây. Em gái đi ăn ốc. Có thêm ốc quý vị ạ, ốc cà na. Thấy anh ở đây rải cái tay cũng điêu luyện lắm quý vị. Nè, đó. Ốc này nó cũng bén lắm quý vị, dễ đứt tay lắm. Tại vì cô làm quen đây có thể là
hồng đức hoặc là ít đức kia, ta nghĩ rằng cái này nó rất là bén. Rồi, cho Phú Tha dừng ở đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phú Tha nha. Tại vì thấy con bóm cũng bán rất là đông. Thì nếu mà quý vị có đi đến đây thì có thể ghé qua và ủng hộ cho quý vị. Hôm nay là ngày thứ tư và con bóm bán hai loại ốc là ốc bưu với lại ốc cà na quý vị. Ốc bưu thì Phú Tha biết, còn ốc cà na thì Phú Tha cũng không biết. Thấy cái con nó nhỏ nhỏ, nó xanh xanh quý vị ạ. Thì nếu quý vị có tiền thì đi đến đây thì có thể ghé và dùng thử. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phú Tha.